trong rất nhiều kiếp trước mình cũng đã hại những người ấy chết oan, nên là trong cái kiếp này thì mình phải trả lại cái nợ đấy thôi. Mình đã hiểu sâu nhân quả như thế, xong mình lại tìm mọi cách để báo thù hoặc là đòi công lý, thì cái việc đấy tưởng là giúp người thân nhưng mà đang hại cho cái người đã chết, một lần nữa lại phải chết thêm. Nhân quả chẳng bỏ sót cái gì cả. Và người thầy nhân quả là người thầy công bằng nhất đấy. Hãy vượt qua sự ích kỷ thì bạn mới có thể cứu được người thân. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn. Hà Đan rất vui vì được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chương trình hôm nay chúng ta được hữu duyên gặp gỡ và lắng nghe thầy Kim Cương sẽ khai thị cho chúng ta những kiến thức rất thiết thực về Phật Pháp. Con xin kính chào thầy ạ. Chào con. Dạ, con thưa thầy, là một người tu hành thì có lẽ là sự kiên định là rất quan trọng. Bởi nếu chúng ta không kiên định thì có lẽ là bao nhiêu công tu tập, tu hành sẽ mất hết. Và đứng trước một số những hoàn cảnh đặc biệt thì nhiều người vẫn còn băn khoăn, không biết là nên làm như thế nào, nên lựa chọn hành động của mình như thế nào mới là đúng đắn. Cũng giống như câu hỏi của một vị khán giả theo dõi chương trình đã gửi về cho chương trình, đó là: con kính chào thầy, thưa thầy, khi con chứng kiến cảnh người thân của mình bị chết oan thì con nên làm như thế nào ạ? Khi mà mình biết rằng là người thân của mình chết oan mà mình lại là một người tu hành. Dạ. Tu hành ở đây nếu mà nó có nghĩa tại gia cũng được, mà xuất gia thì cũng gọi là tu hành. Nhưng mà xuất gia thì có nghĩa là nó nặng hơn đấy. Thì nếu mình là người tu hành thì điều đầu tiên là mình phải biết việc quan trọng nhất là mình phải cứu cái người đã chết. Bởi vì chết không phải là hết. Cho nên là cái người chết mà chết oan ấy thì có tránh khỏi lòng thù hận không con? Dạ không ạ. Không tránh khỏi oán hận thù hận. Thế cho nên nếu mình không giúp cái người thân của mình đã chết thoát khỏi thù hận thì chuyện gì xảy ra? Đó là theo giáo lý thì chết mà sân hận thù hận thì họ sẽ bị đọa. Nhẹ thì sẽ vào kiếp ngạ quỷ, mà nặng thì sẽ xuống thẳng địa ngục. Vậy nếu mình là người thân, mình hiểu điều đấy vì mình là người tu hành mà. Dạ. Thì mình có ủng hộ cho người thân của mình đã chết đắm vào, chìm sâu vào cái lòng thù hận không hả con? Dạ, chúng ta không nên như vậy. Thế cho nên việc đầu tiên là mình phải giảng cho người thân đã chết, có thể là tự nói chuyện nhé. Dạ. Tự nói chuyện bên thân xác của người thân, để cho nếu mà cái linh hồn của họ mà chưa giải thoát ấy, dạ, vẫn còn trông chờ người thân trả thù cho mình, thì mình phải nói để cho họ rõ rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng, mọi việc xảy đến trên cái cuộc đời này đều có nhân quả và đều do nhân quả vận hành. Phải chăng là trong rất nhiều kiếp trước mình cũng đã hại những người ấy chết oan, nên là trong cái kiếp này thì mình phải trả lại cái nợ đấy thôi. Thế cho nên nếu như mà mình lại hận thù trở lại thì có phải là mình đang hại mình đấy không? Ví như bây giờ một con gà ăn một con giun phải không con? Thế con giun nó chết, nó lại nghĩ rằng là kiếp sau tao sẽ ăn thịt cả nhà nhà mày, đúng không con? Và cứ như thế nối nhau, gọi là oan oan tương báo đấy, nó mới thành cái luân hồi phải không con? Thế thì bây giờ mình phải khuyên người thân của mình là: vậy nếu nhân quả đã như thế thì mình đừng lạc thêm vào nó, đừng dùng cái lòng thù hận nữa, dừng lại để được tái sanh cõi lành. Và không có chuyện gì xảy ra là oan uổng trên cái cõi đời này. Có thể nhìn vào cái sự việc trước mắt là mình chết oan, nhưng nếu nhìn rộng ra thì có oan không hả con?
Đó là cái trí tuệ của người tu hành. Ít nhất phải hiểu sâu vào nhân quả. Thế bây giờ mình là người tu hành mà người thân của mình không tu hành mà bị chết oan, thì mình phải tìm mọi cách để cho cái người thân đã chết hiểu bằng được cái điều đấy, để cứu họ đấy chứ. Dạ. Cứu họ để họ được tái sanh cõi lành, rồi chuyện gì trên cái cõi này còn lại xử lý sau. Thì đấy là cái việc quan trọng nhất. Thế nhưng nếu mà mình không làm được như thế, mà mình lại bảo là không, tôi phải trả thù cho người thân của tôi. Đấy, thế rồi là tìm mọi cách để đòi lại cái công lý cho người thân. Thì về mặt thế tục ấy, tức là về mặt cuộc sống, thì mình có thể thấy là mình đang rất đúng. Bởi vì người thân của mình chết oan mà. Nhưng về cái mặt sâu thẳm trong nhân quả và về tâm linh ấy, thì mình đang giết người thân của mình. Mình tưởng là mình đang tốt, đang bày tỏ cái tình cảm của mình với người thân. Nhưng thực ra cái sự bày tỏ tình cảm đấy là ích kỷ đấy, là thiếu trí tuệ đấy. Ừ, thì nếu như mình không phải người tu hành đi, mình không biết gì về nhân quả, không hiểu sâu nhân quả, thì cái việc là tìm mọi cách đòi công lý thì nó cũng dễ hiểu, đúng không con? Nhưng mình là người tu hành, mình đã hiểu sâu nhân quả như thế, xong mình lại tìm mọi cách để báo thù hoặc là đòi công lý, thì cái việc đấy tưởng là giúp người thân nhưng mà đang hại cho cái người đã chết một lần nữa, lại phải chết thê thảm. Đấy, thì lời khuyên của thầy cho một cái người tu hành là nên làm như thế. Dạ vâng. Nếu giả sử chúng ta đã làm như vậy rồi, nhưng những người thân hay là cộng đồng của người bị chết oan đó, họ vẫn cứ không cam tâm, thì chúng ta nên làm như thế nào ạ? Đấy, thế thì mình cũng phải khuyên những người thân của mình thôi, là nhân quả có bỏ sót ai không con? Dạ không ạ. Nhân quả chẳng bỏ sót cái gì cả. Và người thầy nhân quả là người thầy công bằng nhất đấy. Thế cho nên rằng là mình cũng đâu cần phải đòi cái món nợ mà mình cho là người ta nợ. Chính mình nợ nên mình mới trả đấy chứ. Nhưng đây là nhìn theo nghĩa trí tuệ nhé. Dạ. Thế cho nên là nếu mình có thể làm được theo trí tuệ thì là tốt nhất cho cái người thân đã chết rồi đấy. Thế mình có thể khuyên những người còn lại là không nên kích động cũng như là làm cho cái người đã chết căm thù hơn, mà hãy khuyên họ chấp nhận giống như món nợ đã được trả, và họ có thể rũ bỏ cái lòng thù hận. Thậm chí mình có thể tụng kinh, hồi hướng công đức để giúp cho họ vượt qua cái lòng thù hận được nhanh hơn. Đấy, thì đấy là việc nên làm. Và mình cũng nên giải thích cho người thân là oan oan tương báo, có bao giờ kết thúc đâu. Cho nên là mới đắm vào luân hồi như vậy. Thế nếu như những người thân của mình cũng không chịu hiểu nữa, thôi thì nó cũng là cái nhân duyên phải xảy đến là như thế. Thì người thân cũng sẽ nhận cái nhân quả của cái việc đó. Và những cái người hùa theo cũng sẽ nhận nhân quả của việc đó. Và có thể những cái người kia cũng sẽ trả giá, vì hành động của họ đã làm một cách nhanh chóng hơn. Cái gì cũng có cái giá của nó. Thỏa mãn cho những cái người thân ở trên này thì người thân ở dưới kia có biết đâu lại đang trong địa ngục, hoặc có biết đâu lại thân tàn ma dại thêm một lần nữa. Thì cái này có lẽ là cũng phải để nhân duyên thôi, cũng để cho mọi người phải cảm nhận được cái trí tuệ chân thật. Mà nếu không cảm nhận được thì cũng phải chịu thôi, bởi vì là họ cũng cần có những cái bài học của họ, chứ không thể bắt người ta hiểu ngay được cái chân lý mà mình nói, đúng không con? Dạ. Thế nên là thôi thì ta lại, nếu người thân không hiểu thì ta lại quay lại hai chữ tùy duyên. Tùy duyên. Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và Hà Đan cũng rất cảm ơn câu hỏi của bạn khán giả ngày hôm nay bạn gửi đến chương trình. Nhờ có câu hỏi của bạn mà không những Hà Đan mà có rất nhiều các khán giả khác đang theo dõi chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn cũng đã nhận ra được nhiều điều hơn trong cuộc sống, đặc biệt là với những người tu hành và những người cũng đang gặp những hoàn cảnh tương tự như bạn. Quý vị thân mến, và có lẽ bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đang rất mong chờ được lắng nghe một thông điệp từ thầy Kim Cương với chủ đề là chúng ta làm như thế nào để có thể giúp được người thân khi họ gặp oan ức ạ?
hãy vượt qua sự ích kỷ thì bạn mới có thể cứu được người thân. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay thì Hà Đan hy vọng rằng tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đang tu hành, thì chúng ta sẽ biết lựa chọn thế nào là đúng đắn để có thể bảo vệ được mình, bảo vệ được những người thân yêu xung quanh chúng ta. Và quý vị ơi, nếu quý vị còn những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì mong muốn được thầy Kim Cương khai thị thì hãy đừng ngần ngại để lại comment hoặc là gửi tin nhắn cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn. Còn bây giờ thì tạm biệt.